Gửi một mùa xuân an bình và thôi thì quý vị sẽ hát nữa cho quý vị nghe và hy vọng quý vị anh Gia Huy cùng em Ngọc Thơ đang xuống phát hành vé số, hy vọng là Ưu Thủy cất tiếng hát lên quý vị sẽ lì xì bằng những tờ vé số đó cho vui nha. Bài hát tiếp theo mời tất cả quý vị cùng nghe một bài sáng tác dễ thương của cố nhạc sĩ Thanh Sơn mang tựa đề Hình Bóng Quê Nhà.